khu đất mảng liên kết kế hoạch sản phẩm Hyundai. Phiên bản thử nghiệm của Hyundai Palisade thế hệ thứ 2 đã xuất hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 1 này. Dù xe được ngụy trang rất kỹ từ đầu tới đuôi, không khó để nhận được thiết kế tổng thể Palisade mới vuông vắn hơn với đáng kể so với bản hiện hành. Đầu lẫn đuôi xe có thể quan sát được giao diện gần như gốc với mặt đất. Tại đầu, đèn ban ngày và đèn pha được làm mới trong khi cảm nhận giữ nguyên kích thước cổ lớn cột A tầng hoặc khung cửa sổ bên hình đất giống xanh tập phê mới nhất với giao diện các đường hiển đang xem góc giao lẹm.